Ok, Kim in Texas xin mến chào các bạn thân yêu của mình. Mình yêu các bạn nhiều lắm. Chủ đề bữa nay sẽ là dòng chó kéo xe. Các bạn thử trả lời mình coi, khi mình nói tới dòng chó kéo xe là trong đầu các bạn nghĩ tới dòng chó nào? Vâng, các bạn đã trả lời đúng rồi đó. Nó có hai dòng. Dòng thứ nhất người ta gọi là Alaskan Malamute, và dòng thứ hai là Siberian Husky. Trước tiên mình xin nói về một số thông tin cơ bản về cái dòng chó Alaskan Malamute. Mà người Việt mình hay nói đơn giản là chó Alaska các bạn. Thì dòng chó này là xuất phát từ Mỹ nha, từ tiểu bang Alaska. Thì Alaska hồi xưa là của Nga, nhưng mà sau đó họ bán cho nước Mỹ, thì Mỹ mua, nó thành tiểu bang của nước Mỹ. Thì cái dòng chó này cao tối đa là được 64cm, cũng khá cao các bạn. Và cân nặng là 38kg. Màu sắc của bé thì các bạn thấy rồi đó, xám xám, đen đen. Lông thì hai lớp lông nha các bạn, đặc biệt là lông rất là dày để mà chống lạnh. Alaska với Nga rất là lạnh, và bé có thể sống tới 16 năm. Và khi đẻ trái con thì 4 đến 10 con, cũng khá là nhiều đó. Tiếp theo mình sẽ nói một số thông tin cơ bản về cái giống Siberian Husky, mà người Việt mình hay gọi ngắn gọn là chó Husky các bạn. Thì cái giống chó này nó xuất phát từ cái vùng đất gọi là Siberia nha các bạn, tức là dùng ở gần Nga Xô rồi, cũng khá lạnh á. Thì giống chó này chiều cao tối đa là được 60cm và nặng tối đa là tầm 27kg. Thì nó cũng giống như cái bọn Alaska các bạn, cũng là hai lớp lông dày và sống tối đa được 14 năm, và mỗi khi sinh chó con thì được từ 4 đến 8 bé con. Còn màu sắc thì các bạn thấy rồi đó, nó cũng màu trắng là có chút xíu đen lút lút. Hai em bé này cái dòng chó Husky và Malamute thì nó cũng khá giống nhau, nhưng làm sao chúng ta phân biệt được nè? Trước tiên thì mình muốn nghe ý kiến của các bạn. Các bạn có cách nào phân biệt giữa hai giống chó này thì hãy bình luận ở dưới để chúng ta cùng giao lưu học hỏi. Còn mình thì mình nhìn cái tướng các bạn, thường cái những cái bé Alaska nó đồ còn nó to hơn, mà cái nền văn hóa Mỹ nó ngộ lắm các bạn, cái gì của Mỹ cũng to cũng lớn. Và dòng Husky thì mình đã nói là nó nhỏ hơn, nhưng mà đặc biệt nha các bạn, cái bé Husky này có cái gen màu mắt rất là độc lạ các bạn. Tức là màu mắt của Husky nó có thể là hai con mắt cùng màu nâu, hoặc là hai con mắt cùng màu xanh, hoặc là hai con mắt một bên màu xanh và một bên là màu nâu. Cho nên dấu hiệu nhận biết các bạn nhìn thấy con chó nào mà nó giống như là Alaska hoặc là Husky mà các bạn không biết chắc ăn á, các bạn nhìn vô cái màu mắt nó mà thấy hai bên màu xanh hoặc là bên xanh bên nâu là biết chắc chắn là Husky. Còn thêm một cái điều nữa các bạn, như hai cái bé này nè, các bạn đang nhìn nè, thì đây là giống Alaska Malamute. Tại vì sao? Cái đầu của bé nó bự hơn, và cái lỗ tai hai cái tai các bạn nó sẽ cách xa hơn cái giống Husky. Đó là hai cái dấu hiệu nhận biết mà mình thấy rõ nhất. Hai cái giống chó này mình nói gọi là chuyên nghiệp về chó kéo xe ở trời tuyết, cho nên hai bé rất là khỏe, có thể kéo được đồ vật ở khoảng cách rất là xa mà không cần phải uống nước. Như chó thường của mình mà kéo chỗ này là lạnh cống là đi trầu diêm dương luôn các bạn. Nhưng mà hai cái giống chó này Husky hoặc là Alaskan Malamute thì kéo xe rất là dài, không sao hết. Chỉ có nhớ là em là Alaskan Malamute thì chở được nhiều đồ hơn, tại vì to hơn nha các bạn. Đặc điểm chung của hai cái giống chó này vì là chó working life nha các bạn, tức là chó làm việc, cho nên nếu các bạn nuôi là hàng ngày phải tập thể dục cho bé, và tập với mức độ gọi là cũng nhiều nữa nha các bạn, không phải tập 30 phút buổi sáng 30 phút buổi chiều đâu, mình nghĩ là phải hơn đó, một ngày tối thiểu là phải 90 phút á. Thậm chí bạn có thể cho bé mình chạy xe đạp rồi bé chạy bộ ở dưới, hoặc là cho bé kéo xe cho mình luôn, tức là mình cho kéo nhẹ nhẹ thôi. Nhiều người họ nuôi qua thì họ có nói là cái giống chó Husky các bạn, nó gọi là trốn thoát rất là hay, tức là trong nhà các bạn mà hàng rào mà làm không kỹ rồi bé có thể nhảy qua, bé chui qua, hoặc là bé đào lỗ bé chui qua cái hàng rào luôn. Các bạn thấy có đúng không? Đặc điểm chung của hai cái giống chó này là vì có hai lớp lông, cho nên khi mà mùa hè đến các bạn, tức là thời tiết mà nóng lên đó, bé không cần đến cái hai lớp lông của các bé để mà giữ ấm thì bé sẽ rụng nhiều nhất là mùa hè, và những cái mùa khác như là mùa thu cũng rụng, nhưng mà rụng không có nhiều bằng mùa hè nha. Cho nên các bạn nuôi hai cái bé này
là chú ý nếu mà nhà mà rụng lông nhiều á, thì phải lên ấp, tức là chùi rửa cho sạch sẽ. Và những ai mà bị bệnh xỉn đâu á, thì phải chú ý nha. Nhiều người hơi bệnh xỉn á, thì những cái lông nhiều vậy á thì sẽ làm cho họ khó thở nha các bạn. Mình có cơ hội tiếp xúc với một số bé Alaska và Husky á, thì mình thấy hai giống chó này cũng khá thân thiện các bạn, không có hung dữ giống như là những dòng như là Rottweiler. Đó là cảm nhận riêng của mình thôi. Và theo như mình nghĩ thì giống chó nào cũng vậy, cũng có con dữ và con hiền. Các bạn coi video nhớ bấm nút thích và nút đăng ký nếu mà chưa đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Phải công nhận là các cái bé bữa nay rất là đẹp. Như các bạn nhìn á, là các bạn thích cái gì nhất? Mình á, là mình thấy cái dạng cơ bắp của mấy bé rất là đô con. Đúng là gọi là chó thể hình của khác. Chó gọi là vượt tuyết mà vượt chướng ngại vật luôn mà, không phải chuyện đùa đâu. Và bên cạnh đó, cặp mắt cũng khá đẹp, lỗ tai chịu luôn, đuôi to xù cong tít trên cả tuyệt vời. Ở Việt Nam hay là những cái chỗ các bạn ở mà nóng á, thì các bạn nuôi cái giống chó này thì có cực không các bạn? Tại thường ta nói mà hai lớp lông mà dày dày á, mùa hè á, thì bé có thể hơi nóng đó nha, có thể là bị sốc nhiệt á. Nhưng mà mình nghĩ cái giống chó này á, mũi nó dài và nó cũng có sự thích nghi đó. Mình nghĩ về nó một thời gian là nó cũng có thể thích ứng được khí hậu. Và nếu không được á, thì các cái bé này mà sinh ra em bé á, thì nếu mà sinh ở Việt Nam thì mình nghĩ từ nhỏ nó cũng sẽ phát triển và nó sẽ thích hợp với khí hậu Việt Nam. Các bạn thấy mình nói vậy có đúng không? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã coi video bữa nay. Chúc sức khỏe, hẹn các bạn ở những video lần sau. I love you.